với một cái câu hỏi trắc nghiệm đúng sai. Một công ty sản xuất một sản phẩm, bộ phận tài chính công ty đưa ra hàm giá bán là PX bằng 1.025 PX, trong đó PX triệu đồng là giá bán mỗi sản phẩm, mà tại giá bán này ít sản phẩm được bán ra thì giá bán như thế này. Bây giờ hàm doanh thu công ty là bằng x với x, thì cái này là đúng rồi các bạn này. Hàm doanh thu bởi vì là giá bán này, còn đây là sản phẩm bán ra này, về sản phẩm nhân với giá bán thì ra cái doanh thu đó các bạn. Đấy các bạn nhá. Rồi tiếp tục này, hàm này hàm PX sẽ bằng là nhấn vào để ra trừ 25 PX vươn cộng 100.000 PX này, thì F phẩy là bằng 50 PX cộng 1.000 này. Cái này đó hàm các bạn. Điều hàm doanh thu XPX là hàm doanh thu thì F phẩy bằng không có nghiệm X bằng 2. Đấy, X bằng 2 đúng hay sai? Thì trả cái phương trình này đó thì X sẽ bằng 1.000 chia 50 gạch 10 này, 100 chia 50 là bằng 20, phải là bằng 20. Đây là cái sai. Hàm doanh thu đạt giá trị lớn nhất bằng 1.000 hoặc doanh thu bạn đạt giá trị lớn nhất bằng 1.000, thì ở đây các bạn phải định ở đây ra thì cái này bằng 20 này, và đào hàm là biến đổi từ dương sang âm này các bạn. Vậy giá trị lớn nhất bằng 2 tại siêu bằng 2 20 thì đây sẽ là bằng đây là trừ 20 nhân với 50 là trừ đi 100 trừ đi 1.000, đấy là 1.000. À, thay vào đây các bạn là bằng 20, thay sơ đây mà kết quả là gì các bạn? Trừ 25 nhân cho 20 bình phương cộng 1.000 bằng 1.000 đúng rồi, bằng 10.000 đúng rồi. Kết quả là 10.000 các bạn nhé. Vậy này đúng này. Sai. Để sai à. Doanh thu đạt lớn nhất là 1.900. Tại đây sơ bằng 2 1.000 50 tại có nghiệm sơ hàng. Doanh thu thì em phẩy bằng 0, em phẩy bằng 0 thì sơ bằng 20 nhé. 1.000 chia cho 20 chia cho 50 mua 20 cho đây
đúng đúng sai. Sai này. Bảo viên kia. F phẩy bằng khống ICO 20 đến 20. Để 1.000 thì các bạn. Cái kết quả này là chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn.